lạc ảnh mới nhất của phi nhung tại bệnh viện được con gái tiết lộ bác sĩ thông báo tin mừng được biết sáng nay các bác sĩ tại mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ phi nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có chuyển biến tích cực cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh về thể lực cũng theo lời bác sĩ cho biết nếu phi nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một phi nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho Phi Nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý. Bởi dù có tiến triển tốt nhưng Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống. Theo đó, phổi của Phi Nhung đã có những hồi phục đáng kể kể từ khi nhập viện đến nay. Wendy, con gái của Phi Nhung, chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui mừng vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt, không cần can thiệp thở máy. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Cũng theo một nguồn tin khác cho rằng cái chết của Phi Nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn. Một khán giả giấu mặt cho biết trước đó ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện cho đẩy trong tình trạng vô cùng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục để đưa mẹ sang Mỹ điều trị. Ngay trong đêm đó cô đã về đến Mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ. Đến hiện tại, việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng loạt để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu. Một người hâm mộ cho biết, tôi là fan của Phi Nhung từ rất lâu rồi. Nghe tin Phi Nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích một số lũ ý kiến khác cho rằng ca sĩ phi nhung thật sự đã mất rồi làm gì có chuyện sống lại mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng phi nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên tránh xa các thị phi của cuộc đời này qua đó wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe thực sự đây là những điều không đúng với sự thật hiện tại mẹ tôi vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hoặc không hâm mộ Phi Nhung. Cuối cùng Wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này, cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cũng theo lời bác sĩ đang điều trị cho Phi Nhung cho biết, các bác sĩ hiện vẫn đang tích cực chăm sóc cho Phi Nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường. Mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ Phi Nhung một mai này cô sẽ quay lại sân khấu và cất tiếng hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn vào một ngày không xa và rất mong thông tin này sẽ là sự thật và những ai yêu mến phi nhung có thể tiếp tục được nhìn thấy một phi nhung rạng rỡ và đầy sức sống trên sân khấu